những thời gian thật thư giãn thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên hãy ủng hộ bằng cách đăng ký kênh cũng như ấn vào quả chuông thông báo bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức nào. Còn bây giờ, hãy quay lại với những thông tin hot nhất trong ngày. Thúy Diễm sốc đứt ruột khi nghe con trai nhớ Lương Thế Thành đến mức đi quanh nhà gọi ba. Nhìn cảnh con trai chạy khắp nơi trong nhà và luôn miệng gọi ba, Thúy Diễm đã không khỏi thương xót cho tình cảnh liên tục phải xa cha của Bảo Bảo. Do đã gần gũi với Lương Thế Thành từ nhỏ, nên Bảo Bảo thường xuyên nhớ đến ba khi nam diễn viên không có mặt ở nhà vì công việc bận rộn. Nhìn hình ảnh con trai nhỏ vừa biết đi đã chạy khắp nhà gọi ba ba, Thúy Diễm không giấu được nỗi xót xa trên trang cá nhân. Mấy nay ba đi quay suốt, ảnh nhớ ba cứ lẩm bẩm tới góc nhà nhìn lên camera mà kêu ba ba suốt. Ba ảnh hay gọi camera nói chuyện với ảnh. Sáng sớm, ôm được ba anh một cái đu cứng ngắc không buông ra, dù cỡ nào cũng ôm rồi mếu thấy thương đứt ruột hà. Ai biểu ba ảnh ấp ảnh quá xá từ lúc ảnh vừa chào đời ấp như gà ấp trứng nên ảnh ghiền rồi. Giờ chập chững đi rồi càng thấy ghét hơn. Biết ôm biết nịnh biết hung hít dữ lắm. Ba Lương Thế Thành tối nay quay về lẻ lẻ với người ta nha chưa. Nhớ quá nhớ ba rồi kia kìa. Sau khi câu chuyện của Thúy Diễm được đăng tải trên trang cá nhân, Lương Thế Thành đã nhanh chóng xuất hiện để lại phản hồi. Tối nay ngủ chung với chàng trai này mới được, ghiền ảnh quá rồi. Bên cạnh những ý kiến ngưỡng mộ hạnh phúc của gia đình Lương Thế Thành, bạn bè của Thúy Diễm còn gây bất ngờ với bình luận hài hước cho rằng chính nữ diễn viên mới là người nhớ chồng nên mượn lời con trai để nói hộ lòng mình. Mẹ Diễm nhớ rồi đổ thừa Bảo Bảo à. Tuy nhiên, Thúy Diễm đã lập tức phủ nhận khi tiết lộ nữ diễn viên và chồng đang cùng quay chung thời gian gần đây. Không hề, vì hai đứa đi làm chung mà. Đây không phải lần đầu tiên Thúy Diễm chia sẻ việc con trai Bảo Bảo nhớ ba mẹ khi cả hai luôn bận rộn. Cách đây không lâu, nữ diễn viên vừa chia sẻ biểu cảm buồn rầu của con trai cùng status. Buồn quá buồn. Anh ba chị mẹ đi quay bỏ người ta ở nhà miết, buồn má chảy xệ luôn. Vốn là hai diễn viên nổi tiếng, vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm luôn phải bận rộn với lịch trình dày đặc, có khi không thể về nhà suốt nhiều ngày liền. Không chỉ Bảo Bảo, vợ chồng Lương Thế Thành cũng thường xuyên than thở nhớ mùi con trên trang cá nhân. Thậm chí Thúy Diễm từng nhiều lần phải đích thân đưa con trai đến phim trường để Lương Thế Thành có cơ hội gặp Bảo Bảo. Bảo Bảo được Thúy Diễm sinh vào tháng 7/2018 và được đặt tên là Lương Thế Bảo. Sau khi Bảo Bảo chào đời, trang cá nhân của Lương Thế Thành và Thúy Diễm cũng từ đó mà ngày càng ngập tràn hình ảnh của cậu bé, ghi lại khoảnh khắc con trai từng ngày trưởng thành. Dù bận rộn với lịch trình dày đặc, nhưng hai vợ chồng vẫn luôn dành thời gian để chăm sóc Bảo Bảo vun vén gia đình nhỏ của mình.